không bà ơi. Mấy cây nha, mấy cây ăn nào. Mấy cây ở đây. Đẹp nha. Để mua trái cây con. Trái cây nhá. Tiếp đi con, lấy đi. Rồi, tiếp đi con. Rồi, tiếp đi, quả to này. Rồi, chia con, sáu này, sáu này. Rồi, 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 tiếp kìa. Đây đây đây. Đây quả. Tiếp tiếp tiếp. Lấy trái cây. Làm lấy được rất là nhiều trái cây rồi đây. Đây kia con kìa. Con lấy quả kia kìa. Mang đây. Kia kia kia. Lấy đi. Lấy đi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Tiếp kia kìa. Quả trên đi. Rồi. Lấy quả chân mà. Kia nó cắt được. Rồi các bạn. Nhiều quá rồi. Rồi nha, nhớ được nha. Rồi. Anh cắt rồi làm đã đưa tiền và rất là thân thiện đây. Cho bé vào chôm nào, anh chở cho bé nào rồi, ok. Cảm ơn rất nhiều. Bước đầu ai đã ăn giỏi, bước đầu quá. Ăn giỏi như vậy. Dạ. Ăn giỏi lắm chị ạ, có hiểu chưa? Ôi giỏi, ô giỏi. Mẹ nó trẻ con gọi được phụ. Đây đây, gọi đi con để ăn. Con kia đã ăn bé. Con đâu con? Ăn thì phải đi làm đi, ăn ngồi mà ăn thì ở đâu mà có mà. Kìa. Biết dân rộng nhiều quen gì. Không, em dạ. Ăn em trả tiền chứ em không ăn trộm đâu. Dạ. Em trả tiền à? Vâng. Dạ, để em ăn tôi đã ăn nhá. Dạ. Em trả tiền thoải mái luôn chứ em không ăn trộm đâu. Rồi, em làm thả này. Bye bye nha. Bye bye bà, chào bà. À, anh gửi tiền của con trôn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn bà. Rồi, đây các bạn. Cái và Acer Sam đã mua được trái cây cho Sam ăn đây rồi. Hôm nay mình sẽ cho con bé về. Bạn nhá. Đúng rồi, chào nào. Ấy là quay. Rồi, ok. Rồi, bye bye bà nhá. Xin chào mọi người. Bye bye. Thank you.
có được khám răng cho bé Thủy không em? Kiểm tra một tí thì làm cho ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.